Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp, Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhà đất Huy Hùng.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay em Hùng sẽ gửi đến cô bác anh chị chúng ta một siêu phẩm nhà đẹp nha quý vị. Một căn nhà phố với diện tích ngang 4m2, độ dài lên tới 19m, thiết kế một trệt, một lửng và 4 tầng lầu có thang máy. Nhà thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong. Căn nhà chúng ta thì thiết kế có gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng karaoke, phòng làm việc và phòng giặt, phòng thờ cũng như là sân thượng trước sau. Và quý vị sẽ cùng ra bên ngoài để tham quan mặt tiền, mặt chính căn nhà nhé. Và đây chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng tham quan mặt tiền, mặt chính căn nhà nhé. Ngang 4m2, sâu 19m, thiết kế một trệt, một lửng và 4 tầng lầu. Hướng chính của căn nhà là hướng nam, phù hợp cho cô bác anh chị chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và căn nhà này thì đang là một căn nhà mặt tiền đường, thuận tiện ở mướn phòng công ty vào cho thuê. Thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất lên tới gần 2 tỷ đồng. Và quý vị đang ngắm nhìn mặt tiền mặt chính căn nhà này. Con đường trước nhà thì tầm 10m, có vỉa hè, đường thông, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề nha quý vị. Khu này rất là sầm uất và an ninh. Vị trí đẹp, đắc địa, sát bên là trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, siêu thị, nhà thờ, bệnh viện. Và từ căn nhà di chuyển qua sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút thôi, đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút. Và chúng ta đang cùng em ngắm nhìn lại mặt tiền mặt chính căn nhà phố hiện đại ngang 4m2 sâu 19m trong buổi chiều ngày hôm nay. Căn nhà phố tặng kèm full nội thất lên tới gần 2 tỷ đồng và có thang máy 630kg nha. Nhà thì có vỉa hè bên ngoài 2m này, bên trong đây sẽ là 2 lớp cửa. Di chuyển trong đây thì quý vị sẽ có gara đổ xe hơi rất là dài này, nhà này phù hợp cho quý vị vừa ở vừa mới phòng công ty. Khu vực gara xe hơi này dài lên tầm 12m. Quý vị đổ vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ vào đổ thêm được nhiều chiếc xe máy. Ở đây thì có thêm tủ giày dép, âm tường, hai bên tường có ốp gạch lên cao phun trần, bên trên có đèn trần, đèn led rất là lung linh và đẹp trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Một căn nhà phố rất tuyệt vời quý vị ạ, có thang máy và thiết kế theo mẫu lưỡng ngược mới nhất năm 2024. Và đây là một căn nhà phố đẹp, chủ nhà xây mới nên là tặng kèm full nội thất bên trong. Quý anh chị mua thì chỉ việc xách ba lê quần áo về ở thôi. Giá bán thì bác chủ nhà đang chào bán là hơn 13 tỷ một tí nhá, cho một căn nhà có thang máy với đầy đủ công năng và tặng kèm full nội thất lên tới gần 2 tỷ đồng. Cho một căn nhà phố đẹp, có bản vẽ thiết kế, hồ sơ thiết kế đầy đủ. Khu vực lửng ngược phía sau này quý vị sẽ có một không gian phòng khách rất là đẹp. Phòng khách đây thì có những bức tường được ốp nhựa trang trí này, kết hợp với tủ rượu, tủ kệ, đế đồ, sofa. Và phía sau nhà thì có sân sau 1m, có trồng cây xanh, giếng trời và ốp gạch lên cao phun trần, nhìn rất là xanh mát cho không gian phòng khách phía sau căn nhà. Và chúng ta đang nhìn ra khu vực lửng ngược phía đường trước này, phía sau nhìn ra phía đường trước này, bên trên có những cái đèn thả xuống rất là lung linh, hai bên tường có ốp nhựa trang trí kết hợp với làm tủ đế đồ, nhìn khá là sang. Một căn nhà phố phải nói là đẹp tuyệt vời luôn mọi người. Ngang 4m2 sâu 19m, một trệt, một lửng và 5 lầu, có thang máy, thiết kế đẹp và hướng chính nam, phù hợp cho cô bác anh chị chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch nhé. Ở đây là Hùng quay ra khu vực gara xe hơi này, và theo cầu thang chúng ta sẽ di chuyển lên không gian bếp trên lửng nhé. Đây là cầu thang bộ nha quý vị. Chúng ta sẽ tiến lên không gian bếp trên tầng lửng, không gian bếp rất tuyệt vời. Đây không gian lửng của căn nhà chúng ta. Không gian bếp trên đây thì có bàn ăn 6 ghế này, tủ bếp trên dưới, bếp âm, máy hút mùi, máy rửa chén bát, tủ lạnh 2 cửa Samsung kết hợp với bàn đảo thức ăn, quạt trần Panasonic, màn hình tivi, và tủ kệ tivi. Căn nhà phố rất tuyệt vời nha mọi người. Một căn nhà đẹp, ngang, rộng, dài và thiết kế rất là thoáng. Đang tọa lạc trên trục đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đang đến với không gian bếp trên khu vực tầng lửng ngược. Không gian bếp trên đây thì có một cái ban công tương đối rộng quý anh chị. Ban công này lên tới tầm 3 mét. Có một bộ bàn ghế ngoài đây, một ghế gỗ, và có lan can cao cũng là trồng cây xanh ngoài đây nhá. Đây, từ đây chúng ta nhìn lên cái mặt tiền chính bên trên cũng khá là đẹp này. Đây quý vị nhìn lên cái mặt tiền chính này, nhìn rất là đẹp nha. Một cái mặt tiền khá là hiện đại. Và tiếp tục theo chân em Huy Hùng di chuyển lên trên, chúng ta sẽ tham quan thực tế không gian các phòng ngủ căn nhà hơn 13 tỷ này, coi có gì đặc biệt nhé. Đây là không gian phòng khách và phòng bếp với đầy đủ trang thiết bị nội thất tặng kèm và nhìn rất là sang. Đây, chúng ta làm tiến lên không gian cái quầy bar trên đây này. Đấy, chúng ta có cái quầy bar này và nhìn ra đây sẽ là không gian những cái đèn pha lê thả xuống thì rất là đẹp. Và tiếp tục theo chân em Huy Hùng di chuyển lên trên không gian kiến trúc các phòng ngủ. Cầu thang ở đây thì có đèn led chiếu sáng và đủ bậc đá hoa cương màu trắng nhé. Quý vị sẽ cùng em Huy Hùng tiến về không gian các phòng ngủ. Căn nhà này có 6 phòng nhưng mà chủ nhà thiết kế 4 phòng ngủ thôi. 2 phòng là phòng sinh hoạt chung. Đây là không gian phòng ngủ đầu tiên này. Chúng ta sẽ có giường ngủ 2m2, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh, tủ kệ tivi. Bên ngoài có cửa sổ và cửa ra ban công. Hệ thống cửa ra ban công là hệ thống cửa nhôm đen. Bên ngoài có trồng cây xanh này. Đây là không gian của phòng ngủ số 1 nha quý vị. Đầy đủ trang thiết bị nội thất. Có tủ áo rất là rộng và có luôn không gian phòng vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, bồn tắm nước vách ngăn. Đây, phòng vệ sinh đây nha quý vị, vòi tắm hoa sen. Phòng vệ sinh ốp gạch phun trần và ngoài đây có lavabo rửa mặt này. Còn bên đây sẽ là không gian có phòng ngủ số 2. Phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này thì cũng có giường ngủ 2m2 này, chăn ga gối nệm, tủ áo, máy lạnh, cửa sổ ra khu vực sân sau này. Đây, có cửa sổ ngay khu vực bàn trang điểm này quý vị. Rất là thoáng, bên ngoài có trồng cây xanh nhé. Đây là không gian của phòng ngủ số 2. Phòng ngủ tiếp theo của căn nhà đầy đủ trang thiết bị nội thất và cũng có vệ sinh trong. Có lavabo rửa mặt bên ngoài, bên trong sẽ là bồn tắm đứng vách ngăn, bồn cầu, lavabo rửa mặt và vòi tắm hoa sen. Ngang 4m2, độ sâu là 19m. Đang tọa lạc trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà có thang máy với giá bán rẻ, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, giấy tờ pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Quý anh chị cô chú quan tâm căn nhà này, căn nhà phố đang có chào bán với mức giá là 13 tỷ 7. Hãy alo về cho em Hùng theo số hotline 0918 178 647 để đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà. Và lên đây sẽ là không gian có phòng số 3 và số 4 này. Chúng ta đang tiến vào không gian 2 phòng tiếp theo. 2 phòng thì đây thì cũng hầu như là giống bên dưới nhá. Đây, ngoài đây vẫn có ban công này, giống bên dưới nên em Hùng sẽ quay nhanh thôi nha quý vị. Đây là phòng số 3 và số 4. Cũng giống bên dưới nha quý vị. 4 phòng là tương đối giống nhau, chỉ khác màu nội thất một tí xíu thôi. Còn đây là không gian của phòng ngủ số 4. Giá bán thì đang rất là rẻ và tặng kèm gói nội thất lên tới gần 2 tỷ đồng. Cái không gian phòng ngủ số 4 này thì cái hệ thống cửa sổ phía sau ra khu vực sân sau sẽ được mở sút với hệ thống cửa 4 cánh và có trồng cây xanh bên ngoài. Đây là không gian phòng ngủ số 4, phòng ngủ này thoáng hơn nha quý vị. Đây. Giá bán căn nhà này đang trào ra là 13 tỷ 700 triệu đồng còn thương lượng. Quý vị cô bác quan tâm căn nhà ngang 4m2 sâu 19m, tọa lạc trên trục đường Lê Đức Thọ ngay chung cư Dream Home, đường thông 10m, thuận tiện ở buôn bán cho thuê này thì hãy gọi về cho Hùng để đến tham quan và sở hữu ngay. Căn nhà này thì chúng ta còn thương lượng mạnh nha quý vị. Nên đây sẽ là không gian của hầm rượu này. Chúng ta có cái hầm rượu đây cũng như cái phòng karaoke nhé. Vừa là phòng karaoke vừa là cái hầm rượu. Thì ở đây thì quý vị sẽ có một cái phòng vừa thiết kế làm phòng karaoke vừa làm cái hầm rượu của căn nhà. Đây thì có dàn karaoke âm thanh kết hợp với bàn ghế và khu vực trưng bày rượu. Bên trên có đèn trần, đèn led rất là lung linh. Khu vực này là nằm trên lầu 4 này. có ban công và hệ thống cửa ra ban công rất là thoáng này quý vị. Đó, cái hầm rượu này, cái phòng như là phòng uống rượu này, vừa có dàn karaoke luôn nhá, có đèn nhấp nháy luôn nha quý vị, có máy lạnh luôn, quầy bar phải. Đây, dàn karaoke đây nha quý vị, hát được luôn. Và qua đây sẽ là không gian phòng làm việc. Chúng ta đang tiến về không gian phòng làm việc, phòng số 6. Phòng làm việc thì có bộ bàn ghế làm việc này, có tủ kệ sách, tủ kệ để đồ và có ban công và hệ thống cửa rất là thoáng. Đây là không gian phòng số 6, phòng làm việc. 4 phòng ngủ, một phòng karaoke, vừa làm phòng karaoke vừa làm hầm rượu luôn, và một phòng làm việc rất là rộng trên đây. Một căn nhà hướng chính nam, chủ nhà thiết kế đầu tư nội thất lên tới 2 tỷ đồng. Quý vị mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Số hồng riêng, hoàn công đầy đủ, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Quý chị cô chú quan tâm thì alo về cho em Hùng để đến tham quan và sử dụng ngay. Và trên đây sẽ là không gian phòng thờ, khu vực bếp trên sân thượng và khu vực không gian phòng xông hơi, khu vực giặt đồ phơi đồ. Sân thượng trước thì quý vị sẽ có không gian khu vực làm BBQ ngoài trời này. Đây, khu vực BBQ ngoài trời nha quý vị. Đây là khu vực sân thượng trước với BBQ ngoài trời. Cái bên đây thì quý vị sẽ có không gian nhỏ để làm phòng thờ này. Ở phía sau sẽ là không gian của phòng xông hơi. Đây, chúng ta sẽ có không gian phòng xông hơi kết hợp với không gian phòng giặt đồ. Xông hơi thì chúng ta có bồn tắm nằm này, massage thủy lực nhé. Và bên đây có sofa. Bên trong đây thì quý vị sẽ có bồn cầu và lavabo rửa mặt trên khu vực sân thượng. Phòng xông hơi cô đã nóng nằm ở cuối đây. Và kế bên đây thì quý vị để máy giặt này. Và chỗ kia thì chúng ta để dàn phơi thông minh. Và giá bán căn này là 13 tỷ 700 triệu đồng, còn thương lượng hướng chính nam, ngang 42 sâu 19 m. Thiết kế đẹp, nội thất cao cấp đầy đủ công năng. Quý vị cô chú quan tâm thì alo cho em Hùng để đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.